cái bác lắp pin vào để cho đợi một lúc đồng hồ nó sẽ chạy bình thường như thế này, thì đến lúc đó chúng ta mới chỉnh được. Bây giờ khi mà nó đã chỉnh, nó đã chạy bình thường rồi thì bây giờ cách chỉnh như sau. Đầu tiên chúng ta bác giữ nút nhỏ ở đây, ở đây có hai nút, một nút to và một nút nhỏ, giữ nút nhỏ trong vòng 3 giây cho kim dây nó sẽ chạy về số 12 rồi bỏ tay ra. Đấy, và đồng hồ nó sẽ đứng lại. Đấy, xong là chúng khi đầu kim dây đứng lại rồi, chúng ta ấn nút to, ấn và giữ nút to để chọn cái giờ mình muốn chỉnh. Muốn chỉnh đến đến cái giờ mình cần chỉnh thì mình bỏ tay ra, rồi kim phút ra dừng lại. Xong nhấn một lần nút này bỏ tay ra, đồng hồ chạy bình thường. Bác cứ làm theo hướng dẫn này thì chắc chắn là được 100% ạ. Ok.